Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay cho các em xong ở cái phần trắc nghiệm rồi. Đây, phần trắc nghiệm đề này. Đó nè. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho các em lại ở cái phần từ lùng. Được chưa nào? Đó. Ok. Chúng ta sẽ đi sang phần từ lùng ở trong tiếng hôm nay nha. Thầy sẽ thực hiện ở trên giấy này luôn. Được chưa nào? Thực hiện phép tính. Câu 1 này chiếm 1 điểm em nhé. Bài này thì rất là dễ các em. Bằng này. Như vậy ở đây các em thấy có số gì chung này, 41 này. 41 chung, các em sẽ đặt 41 ra chung, bên trong còn lại là 36 cộng cho 64. Thì đúng chưa nào? Mà 36 cộng cho 64 thì bằng 100. Như vậy kết quả ở đây là bằng 4100. Xong, được nửa điểm. Các em hiểu chưa nào? Ta đi sang câu B. Ở đây các em thấy là số nguyên âm này, số nguyên âm, số nguyên dương. Như vậy thì thầy sẽ nhóm hai số nguyên âm này trở thành một nhóm. Số nguyên dương này sẽ ra bên ngoài. Được chưa nào? Như vậy thì khi nhóm thì các em trong này có ngọt tròn thì chúng ta sẽ mở ngọt vuông ra. Được chưa nào? Ok. Sẽ bằng tiếp. Mà hai đây cộng lại thì bằng bao nhiêu các em? Bây giờ thầy sẽ không làm nhanh mà thầy sẽ làm chậm để các em hiểu này. Cộng hai số nguyên âm ta đặt vô trừ đằng trước, lấy hai số nguyên âm này cộng lại, chắc chắn sẽ ra một kết quả là âm rồi. Như vậy đây sẽ bằng âm 100 cộng cho 14. Như vậy thì khi mà số âm lớn số dương, chúng ta đặt vô trừ đằng trước, lấy số âm này trừ cái số dương. Như vậy 100 trừ cho 14 thì bằng 86, cộng vô trừ đây là bằng âm 86. Đó, được chưa? Là một cách bài bản của chúng ta là như thế. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài số 2. Bài số 2 người ta là bài tìm x em. Như vậy đây chúng ta có câu A này. Như vậy ở cái phần này chúng ta thực hiện phía bên đây trước, mà đây là phép chia hai lũy thừa cùng cơ số 3. Chúng ta lấy số mũ 4 này trừ đi cho 2. Thế nào? Vế bên trái chúng ta ghi lại. Ở đây chúng ta 3 lấy 4 trừ 2 ở đây. 2x cộng 5 bằng tiếp 4 trừ 2 là bằng 3 mũ 2. Như vậy chúng ta sẽ tính trong thầy cái lũy thừa này ở đây. Như vậy chúng ta có 2x cộng 5 3 mũ 2 thì bằng 9. Sau đó chúng ta thực hiện cái quy tắc chuyển vế đổi dấu. Như vậy chúng ta sẽ chuyển cộng 5 vào bên đây. Chúng ta lấy 9 trừ cho 5 đây. Như vậy 2x. Chúng ta để đó lấy 9 trừ 5. Như vậy 2x sẽ bằng là 9 trừ 5 thì bằng 4. Tới đây rồi thì chúng ta sẽ suy ra x này sẽ bằng 4 chia cho 2 thì sẽ bằng 2. Ta kết luận ở đây vậy. X bằng 2. Đó. Thầy làm như vậy các em có thấy dễ hiểu nè. Rất hay và rất dễ hiểu chứ không chẳng có gì mà khó khăn cả hơn em ha. Khi mà người ta tìm x thì nhớ dùng này cái quy tắc chuyển vế đổi dấu em nhé. Ok. Đối với bài này thì chúng ta sẽ thực hiện ở bên đây trước. X trừ 7 ghi lại. Cộng hai số âm ta đặt vô trừ đằng trước, lấy 14 cộng cho 8. X trừ 7 cái đề đó, 14 cộng 8 bằng 22. Chứng tỏ ở đây là gì? Âm 22. Sau đó chúng ta thực hiện chuyển vế đổi dấu, nghĩa là các em sẽ chuyển cái âm 7 này qua bên đây, đổi dấu. Như vậy x này sẽ bằng là âm 22 cộng cho 7. Khi số âm lớn số dương ta đặt vô trừ trước, lấy số âm trừ cho số dương. Như vậy x này sẽ bằng là âm bao nhiêu? Âm 10, 15. Vậy khi làm bài x chúng ta nhớ có phần kết luận nhé. Đó. Ok. Chúng ta đi sang câu số 3. Em đã rõ và đã hiểu chưa nào? Rồi. Ta đi sang câu số 3 luôn nha. Câu số 3 này là một trong những câu người ta rất là hay ra nha. Đề bài như sau nha. Số học sinh của một trường khi xếp thành 12, 18, 21
điều vừa đủ này, hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh. Đây, nhớ này, để ý giùm thầy cái khoảng nha. Khi mà cái kinh nghiệm làm bài, khi mà có khoảng chắc chắn sẽ là bội. Nhớ giùm thầy là như vậy. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu là hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh, thì chúng ta sẽ gọi cái số học sinh của trường đó sẽ là A học sinh. Như vậy thì cái điều kiện là A này nó phải chia hết cho 12, 18, 21 và A nó nằm trong cái khoảng này. Các em hiểu chưa nào? Chúng đầu tiên chúng ta sẽ gọi A là số học sinh của trường đó. Của trường đó. Từ đó chúng ta sẽ suy ra A nó phải chia hết cho bao nhiêu? Chia hết cho 12. A sẽ chia hết cho 18. Và A này nó sẽ chia hết cho 21. Và đồng thời cái điều kiện của ta là A này nằm trong khoảng là 500 đến là 600. Vì A nó chia hết cho 12, A chia hết cho 18 và A chia hết cho 21, thì suy ra A này chính là thuộc cái gì? Thuộc bội chung của bao nhiêu? 12, 18 và 21. Có đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi tìm bội chung nhỏ nhất, sau đó chúng ta đi tìm bội chung của ba số này. Nhưng mà để đi tìm bội chung nhỏ nhất thì các em sẽ phân tích ra thử số nguyên tố em. 12 này sẽ bằng là 3 nhân 4. 4 thì là bằng 2 mũ 2 nhân 3. 18. 18 thì bằng 9 nhân 2. Thì là bằng 2 nhân cho 3 mũ 2. 21, tại vì những cái số này rất là dễ nên thầy sẽ làm bằng miệng luôn. Bằng 3 nhân 7. Đó. Các em hiểu không? Từ đây chúng ta suy ra cái bội chung nhỏ nhất của ba số là 12, 18, 21. Chúng ta sẽ chọn ra thừa số chung và riêng. Ở đây không có thừa số nào chung, như vậy chúng ta sẽ chọn riêng. Chung ở đây chính là 3 cái. Chung này, riêng của chúng ta là 2 với lại 7. Lấy số mũ lớn nhất em, như vậy đây chúng ta lấy mũ 2. Và đây chúng ta sẽ lấy mũ 2. Các em có hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là 9 này, nhân 4 này, nhân 7 này. 9, 4, 3, 16. 3, 16 nhân cho 7. 7. Nhầm nhầm thôi, bằng 252. Có đúng chưa nào? Đó. Nên chúng ta từ đây chúng ta suy ra bội chung. Để đi tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất thì các em sẽ đi tìm bội của số này. Như vậy bội chung của 12, 18, 21 nghĩa là chúng ta sẽ đi tìm bội của 252. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhân thôi. Ta lấy số này chúng ta nhân, bắt đầu từ chữ số 0. Như vậy là 0 này nhân cho 1 là gì? Còn 252. Nhân cho 2 là bằng 504. Nhân cho 3 là bằng 756, vân vân. Thấy không? Nó nằm trong cái khoảng này, chắc chắn là số đây nè. Em hiểu rồi. Vì A nó thuộc bội chung của 12 này, 18, 21. Và đồng thời A nó nằm trong cái khoảng là 500 đến 600. Đó nè. Nên từ đây chúng ta suy ra A này sẽ bằng là 504. Sau đó chúng ta kết luận vậy. Trường đó có bao nhiêu học sinh em? 504 học sinh. Đó, một bài rất mẫu mực và trình bày rất là ok không dê. Như vậy trong quá trình học mà các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì nhớ click quảng cáo ủng hộ thầy nha. Và chúng ta cũng đừng quên cái nhiệm vụ là chia sẻ cho các bạn cái bài giảng của thầy. Được chưa các em? Chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng là câu 4 là hình học các em nhé. Các em làm có đúng không? 504 học sinh. Thầy đã cho thời gian các em trong vòng 1 ngày rồi, chúng ta chắc đã làm được đúng không nào? Ok. Ta đi sang câu số 4 em, 2 điểm câu cuối cùng. Chỗ thầy đang mưa nên hơi ồn một xíu em nha. Cho đoạn thẳng AB bằng 8cm trên tia AB lấy điểm C sao cho AC là bằng 4cm. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ vẽ hình điểm này ra. Thầy sẽ vẽ đúng 8cm từ 0 này. Em thắng nè. Như vậy thì ở đây là AB này.
Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC là bằng 4, chứng tỏ C nằm đây. Đây là bằng 4 cm này. Cái đoạn AB ha. Như vậy thì ở đây người ta hỏi cái gì? Cái điểm C có nằm giữa hai điểm A, B không vì sao? Thì nhìn trên hình thì các em đã thấy rồi đúng không nào? Như vậy người ta phải lập luận nha các em nha. Vì C nó thuộc tia gì? AB. Có đúng không nào? Mà các em thấy AC như nào so với AB các em? À, nó nhỏ hơn AB. Ở đây cụ thể là 4, nó sẽ nhỏ hơn 8. Cái đúng nè. Suy ra cái điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Rồi, các em đã hiểu chưa nào? Câu B nè. Tính độ dài CB. Như vậy thì cái đoạn thẳng AB này bằng 8, AC bằng 4 mà C nằm giữa, chứng tỏ chúng ta theo cái công thức của bài số 4 em, ta có AB thì bằng là gì? AC cộng cho CB. Chứng tỏ các em lấy để tính độ dài CB này, các em sẽ lấy AB trừ cho CB. Tại lỗi AB trừ cho AC thì ra được CB, nghĩa là lấy 8 trừ 4 thì đoạn này sẽ bằng 4 này. Các em hiểu chưa nào? Nhưng ta phải lập luận nha. Vì điểm C, chứ không phải đùng đùng nó ra đâu nha. Vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Được chưa nào? Ta có điều gì nghe? Như vậy ta có là AB thì bằng AC cộng cho CB. Từ đây chúng ta suy ra CB sẽ bằng AB trừ cho AC, nghĩa là bằng 8 trừ cho 4 là bằng 4 cm. Thế hiểu nào? Vậy CB là bằng 4 cm. Được chưa? Câu C nha. Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không vì sao? Như vậy ở đây là 4 cm, chứng tỏ C này sẽ là gì? Trung điểm của AB, vì thứ nhất là điểm C này nằm giữa A và B, và đồng thời chúng ta có là gì? AC là bằng CB, nghĩa là C này là cách điều hai đầu múc A và B. Ta trả lời vô. Điểm C là trung điểm. Đầu tiên chúng ta khẳng định trước của đoạn thẳng AB. Được chưa nào? Ở đây ta có thể giải thích là vì cái điểm C nó thỏa mãn hai điều kiện ha. Thứ nhất là nằm giữa này. Nằm giữa hai điểm A và B. Được chưa nào? Và AC thì bằng CB thì bằng 4 cm. Đó. Một bài cực kỳ hoàn chỉnh để cho các em nắm cái cách trình bày. Tuy nó dễ, nhưng mà dễ đối với những người nào đã biết, nhưng nó sẽ khó đối với những người nào không biết, đặc biệt là cách trình bày. Được chưa? Đây, thầy sẽ quay tổng quan lại một lần nữa ở cái đề này. Trắc nghiệm này. Ok, được chưa? Từng lần em. Thấy rất là rõ đúng không? Không biết làm sao mà bữa nay thầy nắng nót mà cái chữ nó, cái số nó cũng khá là dễ nhìn. Chắc thầy cho Võ Hồng Quang chắc là 10 điểm đúng rồi đấy. À, như này là 10 điểm chắc rồi em. Đầy đủ các bước. Rồi, ok. Clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em ở cái đề số 3, cũng là đề cuối cùng. Và thầy cũng sẽ chia thành hai phần, trắc nghiệm và tự luận. Cũng giống như thế, thầy sẽ up lên để chúng ta tự giải trước, sau đó chúng ta mới đối chiếu kết quả cách trình bày của thầy. Cảm ơn các em và phụ huynh đã theo dõi clip của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo nhé. Bye bye.